Hai chào anh em vào xin chào lương, mình là Từ Lũ X8. Rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay là mở đợt event cuối cùng của đợt event sinh nhật lần thứ tư. Cũng là event theo mình đánh giá là quan trọng nhất với một số ít người chơi. Trong đó có bạn Natsu ở server số 62. Đội hình của bạn ấy sẽ chính thức thay đổi một cách ngoạn mục sau event này. Nó chính là event tối phúc các bạn ạ. Trong đó thì cụ thể nó là hai cái gói cuối cùng đấy, được mua hai lần các bạn ạ. Sẽ là gói quyết định thay đổi đội hình của arc này. Và arc này sẽ là arc được hưởng lợi nhiều nhất trong đợt event này. Mình tin tưởng rằng không có một đội hình nào giống như đội hình này phù hợp hơn được với cái event này các bạn ạ. Lực lượng kim cương thích hợp hiện nay còn tới hơn 82k kim cương. Ngay cả khi chơi lấy hai hộp này mà mình sẽ lấy luôn bây giờ các bạn nhé, 19.999 kim cương hai lần đấy, thì vẫn còn dư tới 42k kim cương để thoải mái chơi một số event khác. Và vẫn phun mèo cho đợt tới, vẫn phun mèo cho cái kỳ mèo cách đây khoảng độ gần một tháng nữa. Tại sao lại nói rằng arc này là phù hợp nhất? Vì thứ nhất, team đang thiếu một vị trí phòng thủ phải gọi là cực kỳ mạnh để song hành cùng với Sekidemon. Chúng ta đều biết rằng Raph không còn là một vị trí tanker đủ sức để tin tưởng được nữa. Seki thì thật sự là thiên hướng về tấn công sau khi nâng lên lục bôn, chứ không phải là một võ sĩ thiên hướng về phòng thủ nữa, dù bản chất của nó là một con vệ. Metacool thì chúng ta đều biết rằng hiện nay không biết rằng sau khi lên bát môn nó có khả dĩ hơn không, chứ hiện nay thì chưa ăn thua gì cả, đều rất là dễ dàng gọi là bay vòng trong vòng 2 đến 3 lượt đầu. Nhưng mà Kulabang thì khác, không chỉ khống chế tốt cả lẫn và cứng lẫn mềm, ngoài ra nó cũng là một vị trí tanker phải gọi là hoàn hảo, gần như là hoàn hảo. Chúng ta mình cái gì nhỉ, vừa mua thì sẽ lấy luôn các bạn nhé. Tuy nhiên một bình Kulabang không thôi thì nó chưa thật sự là hoàn hảo tới cỡ như vậy đâu các bạn ạ. Rồi, tưởng mình đã chọn nhầm. Các bạn lưu ý rằng khi mở dương này ra thì chúng ta sẽ có 3 dương khác kèm theo những mảnh vạn năng và đá thần gọi nhá. Hơn 400 viên đá thần, kinh khủng. Chúng ta sẽ có những cái dương gì đây, đâu rồi? Đây là dương hồn hiệu hồn sách các bạn này, tự chọn. Rồi, cái này là từ cái dương hồn lượng, nó gọi là Battle Pass các bạn ạ. Đây cũng thế, đây cũng thế thôi. Đây các bạn ạ, chúng ta sẽ có 4 sự lựa chọn. Tất nhiên là mình sẽ ưu tiên chọn Kulabang trước vì đây là vị trí quan trọng nhất. Rồi, Kulabang đã chính thức về đội. Và để Kulabang nâng đến tầng cao nhất, đó là tầng S-Mark, thì nó sẽ cần hai cái hồn vũ khí nhá. Theo đúng yêu cầu của chủ arc thì mình sẽ đưa vị trí Saiki trắng này ra và đưa Kula vào. Vì thật sự kể cả Saiki nâng S-Mark thì nó cũng không giết nổi một con đả nào nữa rồi. Các con đả hiện nay mình lấy ví dụ như cái Su thì có 3, có giới hạn sát thương. Major thì có 3 lần khiên, 1 lần miễn trí tử hoặc hồi sinh. Teleco thì chống chết thì bao nhiêu lần. Ca phải nói thật với các bạn, cũng có 2 mạng kiểu kiểu như thế. Còn Saiki thì quá yếu các bạn ạ, quá yếu. Rồi, đây vị trí của Kulabang sẽ cần 2 hồn vũ khí các bạn nhá. Thì chúng ta sẽ vào chúng ta lấy 2 hồn vũ khí. 2 hồn vũ khí. Và còn một cái dương này nữa. Thì nếu như mà các bạn chọn tiếp tục Kula ấy, thì các bạn sẽ chỉ thu về được 60 mảnh vạn năng thôi. Không được 150 mảnh đâu. Ở server Nhật mình nhớ 150 mảnh, nhưng server này thì chỉ là được 60 mảnh thôi. Thế nên các bạn đừng chọn Kula thêm một lần nữa mà hãy chọn võ sĩ khác. Đấy, mình lấy ví dụ trong team này nó cực kỳ thích hợp, đó chọn vai các bạn ạ. Mình sẽ lấy vai từ chân 15. Đấy. Võ sĩ vai này hoàn toàn có thể đưa ngay lập tức vào trong team. Nếu là mình sẽ mạnh dạn mình thay vai vào vị trí của Shion. Mình không cho rằng Shion còn nhiều vai trò nữa. Đấy, mình sẽ lưng vai lên với 3 mạng, Shion chỉ có 2 mạng chắc chắn là sẽ không bằng được. Đấy. Có điều nếu như mà Sion S-Mark thì sẽ là câu chuyện khác. Đó là Sion S-Mark thì lại phải ngồi toàn tính đúng không các bạn. Rồi, quá nhiều S-Mark võ sĩ cũ, cụ thể là trong hội này gọi là hội ung thư à. Đấy, thay ra giờ tiếc phết đấy các bạn ạ. Rồi ha, lấy hai hồn vũ khí của Kula các bạn nhá. Thì đây là phương án lâng võ sĩ lâng lên lục môn theo mình biết là rẻ nhất mà mình từng biết đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ lấy nguyên hai hồn vũ khí của Kulabang. Các bạn nhìn thấy gọi là rẻ vô cùng luôn. Hai hồn vũ khí này trị giá ít nhất rơi vào khoảng 45k kim cương, 40-45k kim cương. Nếu như mà các bạn mua theo phương án bình thường, đằng này sau khi chúng ta mua lại mua theo kiểu túi phúc này, lại còn nhận được bao nhiêu phần vật phẩm kèm theo, kèm theo hai võ sĩ nữa. Quả thật không có event nào có thể gọi là rẻ hơn túi phúc được. Đây thật sự mới là túi phúc mà người chơi ở server quốc tế mong đợi các bạn ạ. Đấy, tuy nhiên thì số người lợi dụng được nó là không nhiều đâu. Số người gọi là vào form được như Natsu SM62 này, nói thật các bạn là rất là hiếm đấy. Thôi, một lần nữa thì chúc mừng ông Natsu nhá. Ông tự vào sẽ tự
nâng lên Kula Langton S-Max và củ hành những hội top dưới, và tất nhiên là sẽ leo lên top trên. Dự kiến mình đoán là sẽ leo vào chắc trong top khu vực 7.